Hello nha, chào mọi người nha, chào mọi người bạn quay trở lại với channel của mình. Mình là từ đường phố đây, rất vui gặp mọi người nha. Và xin chào tất cả anh em của cộng đồng Liên minh Huyền thoại Tốc chiến Việt Nam. Ok, chào các bạn. Thì ở cái clip ngày hôm nay thì mình cũng vừa mới cài đặt được Liên minh Tốc chiến mọi người. Mình vừa cài đặt và có thể vào, mình vừa cài đặt được Liên minh Tốc chiến. Nhưng mà khi vào thì nó lại bảo máy chủ không hoạt động. Nhưng ok, dù sao thì cũng đã cài thành công và cũng đã có thể vào phần khu vực đăng nhập. Nói chung thì cái này thì mình cũng học ở bên thư viện game nhá. Cái này mình nhờ được bên thư viện game mà mình đã tải về được. Thì ok, thì mình thấy ở bên thư viện game thì anh nói cũng hơi có phần khó, bởi vì ngay như mình cài đặt mình thấy có nhiều đoạn hơi khó hiểu. Thì ok, cái clip ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tải cũng như cài đặt cái Liên minh Tốc chiến này nha mọi người nha. Ok, giờ thì đăng nhập vô nào, thử thêm lần nữa xem được không. Mình vừa lấy vừa vô thì nó kêu máy chủ đang không hoạt động mọi người. Mình nghĩ máy chủ này chắc nó hoạt động về đêm mà. Có thể về đêm. Để tối nay mình sẽ vào thử xem sao. Và được thì ngày mai sẽ có thêm video về cái này, thêm về Liên minh Tốc chiến cho anh em xem. Rồi trải nghiệm đánh tướng các kiểu anh em. Đây là Overlord server đây rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến vận tải ứng dụng này nhá. Ok, để mà cài đặt được cái ứng dụng này về máy cũng như để chơi nha mọi người nha, thì việc đầu tiên anh em cần phải tải cho mình hai cái ứng dụng. Đầu tiên nó là một cái là Kiqui mọi người. Đây, Kiqui miễn phí đổi IP chặn web các thứ anh em. Cái này để tí anh em có thể đổi quốc gia nhá, đổi khu vực quốc gia. Cái thứ hai là anh em tải cho mình cái GAR. Đây, GAN. Thì hai cái này mình cũng đều đã tải rồi. Thì anh em cứ tải sẵn về trước, tải hai ứng dụng này về trước. Ok, sau khi tải xong hai ứng dụng này thì tiếp tục chúng ta sẽ đến với phần tải hai ứng dụng, hai đường link nhá. Đường link thì mình có để ở phần mô tả video rồi. Một cái là đường link của Liên minh Huyền thoại Tốc chiến, một cái là BOB của cũng của Liên minh Huyền thoại Tốc chiến luôn. Thì anh em tải hai ứng dụng này về cho mình. Đây, đây là cái đầu tiên nha mọi người nhá. Cái này là ứng dụng tải, đây là 88.7 MB anh em để ý nhá. Cái này mình có để link dưới phần mô tả. Cái này là link của Liên minh Tốc chiến này. Còn đâu cái BOB tí mình sẽ để ở dưới luôn. Thì các bạn phải tải cả hai cái này nhá. Cái này thì khá là nhẹ thôi, chỉ có 88.7 MB. Đó, thì anh em ấn tải xuống. Cái này thì mình đã tải xuống rồi. Đấy, thì anh em tải xuống và sau đó mở app ra thôi. Đây, ấn tải xuống thì đợi nó tải xong thì anh em sẽ download về máy nhá. Còn đây, đây là cái thứ hai. Cái thứ hai này thì anh em cũng phải tải về luôn. Mình cũng để link ở phần mô tả hết nhá. Anh em là kích vào phần mô tả. Anh em cũng ấn vào phần tải xuống thì sau đó nó cài đặt xong thì anh em sẽ tải hai cái ứng dụng lại xuống. Ok, sau khi tải xuống xong rồi thì anh em sẽ làm gì? Đó, sau khi tải xuống ứng dụng xong thì anh em sẽ cài đặt Liên minh Tốc chiến này. Đó, cài đặt xong thì anh em cũng chưa vào game được ngay nha mọi người nhá. Bây giờ vào game thì chắc chắn anh em chưa vào được và nó sẽ báo bị lỗi. Ok, cái này thì mình đã tải và cài sẵn rồi nên là mình sẽ nói qua để cho anh em hiểu cái bước làm của chúng ta, nó sẽ đơn giản hơn, chúng ta không phải lằng nhằng như vậy. Rồi thì bắt đầu anh em mở ứng dụng lên, anh em sẽ vào phần PQ đầu tiên. Đây, anh em sẽ vào đây đầu tiên nhá. Có mặc công nhiều bạn kêu này kia. Đây, anh em chọn quốc gia đây này. Anh em ấn vào đây để chọn quốc gia nhá. Ở đây thì có danh sách quốc gia nhá. Thì anh em ấn vào đây là Brazil này. Đó, anh em ấn vào Brazil. Sau đó thì anh em chọn kết nối. Chúng ta sẽ phải mất tiền xu để kết nối. Thì ví dụ như là anh em cho phép nhá. Ví dụ anh em chưa đủ tiền xu thì anh em thể vào đây xem quảng cáo này. Đó, quảng cáo video chậm thì mất 18 giây là anh em có thể có 210 xu để mở rồi. Đó, sau khi xem quảng cáo xong thì anh em sẽ có 250 xu. Đấy, gót tiếp. Thì sau 11 giây nữa thì anh em có thể xem. Thì đây, mình đã chọn Brazil thành công nha mọi người nha. Rồi, tiếp tục thì có đến được cái ứng dụng số 2 mọi người. Cái này nữa, chúng ta ngồi đợi nút. Đây thì sau khi ấy xong thì anh em sẽ đợi ngồi đợi tải nhé. Đây, nó sẽ tải về máy cho anh em. Thì nhiều máy khỏe thì nhiều anh em sẽ được nó tự xử lý luôn. Nhưng mà máy mình thì nó không. Máy mình tùy máy cho máy xử lý máy không nha. Nhưng máy mình thì máy S20 Ultra nha. Thì đây, anh em sẽ ấn vào RAM này để nó xử lý cho anh em này. Đây thì ở đây nó sẽ vào thì anh em ấn vào cái này và ấn vào cái mũi tên đi lên nhá. Cái ứng dụng có mũi tên này giải lén đây này, anh em thấy này. Cái thứ hai ở bên giáp rồi tác đây anh em, vào giáp cái ứng dụng có dấu cộng đó thì anh em nhấp vào đây. Thì ở đây thì anh em không phải chọn cái gì hết, anh em có thế nào ấn ok thì nó sẽ tự phân giải cái này ra cho anh em đó. Có đầu máy bạn nào khỏe hơn thì không biết, có đầu máy mình đang dùng là S20 Ultra nha mọi người nhá, Samsung S20 Ultra. Thì sau khi đợi anh em ngồi đợi một lúc để nó phân giải được cái ứng dụng này xong, đây chúng ta phải đợi ngồi đợi lúc nhá. Đó, đợi một tí cho nó phân giải cái ứng dụng này xong cho anh em. Và cái bước cuối cùng này là một bước quan trọng này. Cái bước này mới là bước quan trọng để giúp anh em quyết định được vào game hay không nha mọi người nha. Đó. Thì bây giờ sau khi giải lén xong, rồi một việc đây đã xong thì anh em qua phần tệp của chúng ta, tệp điện thoại á. Đây, qua phần tệp hay gọi là file đấy nha mọi người nhá. Tùy mỗi người gọi thôi, nhưng mình gọi là tệp. Đây anh em vào bộ nhớ trong máy của anh em. Sau đó thì anh em chọn xuống phần down. Đâu rồi? Đây.
Nơi mà anh em vừa đào cái phần ứng dụng này về đây thì anh em nhớ tìm cho chuẩn nhá. À đây rồi anh em, đây. Thì bây giờ anh em ấn chọn nó, sau đó thì anh em ấn di chuyển. Rồi. Anh em ra ngoài chọn vào phần Android nha mọi người nhá. OPP này. Đó, OPP. Đây, sau đó thì anh em sẽ chọn vào đây. Lên Wewick nhá. Đây thì anh em sẽ chuyển tới đây, thì mình đã chuyển tới đây này mọi người này. Đó thì anh em để vào đây thì sau đó thì anh em có thể ra khởi động game. Đây. Ok đây, chúng ta bắt đầu vào game nha mọi người nhá. Nó thì sau khi anh em giả lén cũng như là các thứ nó chung kết này thì khởi động khá nhanh, do mình nói cũng hơi rườm rà thì anh em cũng khó, nếu mà bạn nào chưa hiểu lắm thì có thể cố xem đi xem lại, hoặc là có thể bên qua bên thư viện game nhá. Để mình thấy anh làm rõ hơn, nhưng mà lúc mình xem của anh ấy thì mình lại thấy khó hơn, bởi vì mình làm tùy mỗi người xem thôi. Nếu có thể nhiều bạn sẽ xem của mình thấy dễ dàng hơn, nhưng có người thấy bên của anh dễ hơn, nhưng mình ngồi bên đấy của anh ấy là mình ngồi làm khá lâu, nhưng mà tại về mình thấy khá dễ. Do bạn thì anh em tải hai ứng dụng đầu tiên kia về, sau đó thì anh em tải hai cái bộ lén về, và sau đó anh em giải lén và chuyển qua Android và chúng ta khởi động game. Đơn giản thì nó cũng chỉ có bấy nhiêu thôi anh em. Đấy thì sau khi anh em làm hết mọi cái thì chúng ta thể vào game mà không bị ảnh hưởng gì nữa. Còn nếu mà chưa vào được thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là phải ấy lại anh em. Đấy. Thì lúc nãy mình cũng nói ngay đoạn đầu rồi, mình có vào game, nhưng mà vào bên game của mình, vào game thì bên game nó cứ báo với mình là máy chủ không hoạt động anh em. Thì mình cũng chẳng biết sao, không biết các bạn nào có cách nào xử lý không. Ở đâu mình xem bên thư viện game thì anh có thể vào được luôn. Còn đây thì mình cũng đã làm hết mọi cái ok rồi. Đó, nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng tải được về là cũng là một điều may mắn rồi anh em. Thì biết đâu trong tối nay nó lại có thể vào được anh em, bởi vì máy chủ không hoạt động thì có thể là chưa đến giờ nó hoạt động anh em. Tối đâu biết đâu nó hoạt động hoặc là nó mới ngừng hoạt động anh em. Game nó hay bị vậy. Ok, mới vào đồ họa nhìn game rất là đẹp luôn, sắc nét cực độ. Này, Alili này. Nghe bảo game này giống y chang lên mình phải anh em, không khác gì hết, tất cả mọi cái luôn. Z này, Yasuo này. Lại chuẩn bị một thời quậy rồi anh em. Đấy, lúc nha. Đấy, con này con gì ta? Mình cũng quên luôn tên rồi. Uầy. Uầy, toàn tướng nhớ in luôn đấy mọi người. Thôi bỏ qua đi. Bỏ qua để vào đăng nhập cho nhanh anh em. Mà mình mới tải về nên là nó giải một số bộ lén nữa nha mọi người nhá. Nó còn giải lén một câu cái. Anh em nào mới tải thì nó cũng sẽ vậy, nó sẽ giải lén một tí thì nó mới vào game được. Anh em ngồi đợi tí. Nó đang giải lén nha mọi người nhá. Mới đầu game thì nó phải download một số cái này kia nữa, nên là anh em chỉ có ngồi đợi một xíu là xong ngay. Rồi, bây giờ nhìn là xong rồi mọi người. Quét nốt lần này nữa là xong. Thì ở đây thì mình game này thì đăng nhập bằng Google nha mọi người nhá. Tài khoản Google Gmail đó, đăng nhập tài khoản Gmail nên là cũng khá là dễ dàng cho anh em, nó không khó khăn lắm anh em. Có thể thì máy bạn nào thì đa số bây giờ máy bạn nào cũng đều có tài khoản hết rồi, chỉ được ấn và đăng nhập thôi. Đây thì anh em nhớ ấn chọn tôi đồng ý nhá, nó có một cái ô hình vuông ở bên góc màn hình đó, nhỏ nhỏ đây, anh em ấn vào bên dưới đây này. Đó, anh em ấn vào ấn dưới này, đó là tôi đồng ý, thì anh em ấn vào Google. Rồi sau đó thì sẽ là chọn tài khoản nhá, thì anh em chọn tài khoản bất kỳ. Đây, sau khi chọn xong tài khoản thì nó sẽ vào đăng nhập nhá. Mình thì không quay đoạn tài khoản để tránh lộ thông tin mọi người. Có nhiều thông tin liên quan cá nhân nên là không để lộ ra được, anh em thông cảm. Đây. Thì sau đó thì anh em ấn cho phép một lần nữa. Đó, cho phép. Rồi, nó sẽ download cho anh em vào. Đây, nó sẽ chạy nhảy và sẽ vào được game. Nhưng mình thì lại không may mắn như vậy anh em. Mình vào thì bên game đó nó báo là máy chủ không hoạt động nên là sẽ đành đợi thôi. Có gì nếu máy chủ hoạt động lại thì mình sẽ ra được thêm video về game cho anh em xem nhá. Ok, còn đầu video này của mình chắc kết thúc thôi. Hẹn gặp bạn ở video tiếp theo. Và mong rằng anh em xem nếu có gì không hiểu thì qua bên thư viện game và cài đặt thêm, và xem để cài đặt thêm. Chứ đừng ném gạch đá mình nhá, tội nghiệp mình ra. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây cũng chỉ là chia sẻ của mình để giúp anh em có thể cài đặt game một cách dễ dàng hơn thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Cảm ơn. Bye bye. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Tạm biệt nhá.